Điều đáng trân trọng và đánh giá cao
là từ mái trường này đã âm mưu chở che nuôi dưỡng trên 6.000 học sinh có nguy cơ thất học thành những công dân có ích, góp phần giải bài toán an sinh cho xã hội và địa phương. Đồng thời, từ chứng nhận lúa nghèo hình thành một cơ sở giáo dục mới với năng lực tự chủ cao, một trung tâm văn hóa góp phần làm nên một đảng lớn cho quê hương, danh nhân văn hóa trạng thủ với tỉnh Kiên. Năm 2008, theo quyết định 1848, quyết định Ủy ban nhân dân cùng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng trường chuyển đổi sang loại hình công lập, nhờ đó giải được bài toán về nhân lực và kinh tế đã bất cập, đưa nhà trường sang trang mới, xác định rất rõ những cơ hội thuận lợi, đồng thời cũng thấu lối thách thức và khó khăn của một sân chơi mới. Định hướng của nhà trường là phát huy nguồn lực nội sinh, thu hút sức mạnh ngoại lực, biết mình đang ở vị trí nào để làm gì, không chạy theo hiệu ứng đám đông, vận dụng sáng tạo văn bản pháp quy, mở liên thông liên kết v.v. Và phải biết ưu tiên, phải biết quyết định làm gì để có được hiệu quả phù hợp với lòng dân, đáp ứng yêu cầu của xã hội. Trong một hành trình thầm lặng nhưng thần tốc để bước ra khỏi đỉnh thắng lợi. Và kết quả ấy đã đến ngày 11 tháng 11 năm 2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã ra quyết định công nhận trường trung học phổ thông Tiến là trường đạt chuẩn quốc gia. Kính thưa quý vị, một chặng đường dài 20 năm của một cơ sở giáo dục bắt đầu đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành một địa chỉ giáo dục tin cậy khó có thể diễn tả hết bằng vài tập cấp học. Nhưng nếu được so sánh, xin cho phép tôi khái được một vài kết quả nổi bật ấn tượng. Trước hết, về xây dựng cơ sở vật chất, nhà trường bắt đầu từ một cơ sở đích vượt phát đàn chỉ quốc cho một góc đàn heo mọc tại xã Nhân Hòa, tiến đến 20 tổng diện tích 2,2 hecta tại trung tâm thị trấn Vĩnh Bảo và trung tâm thị trấn Tam Đường. Tòa lạc trước đó được cả một quy mô kiến trúc bề thế cho một môi trường gấp 3 lần được Bộ Giáo dục, ngành giáo dục và tại Hải Phòng công nhận là môi trường xóa trạch đẹp. Một hệ thống thiết bị dạy học khai hiện đại gắn với công nghệ thông tin luôn liên thông với thế giới bên ngoài với tổng trị giá trên 400 tỷ đồng, trong đó có trên 100 tỷ đồng là công trình kiến trúc và thiết bị dạy học. Sự biến đổi ấy rõ ràng một câu chuyện cổ tích thời hiện đại. Với trường trung học Đông Thanh Tuyền, vấn đề đội ngũ luôn được quan trọng, ưu tiên số 1, bắt đầu từ 6 biên chế, không giống biên chế khung, giống như 6 chú lùi, ngoài ra cũng sai phạm một chút lúc nhiều. Chúng tôi đã sớm nhận ra rằng, dù giáo dục có trang bị công nghệ cao bao nhiêu, phương pháp dạy học có biến đổi thế nào, thì quá trình giáo dục vẫn là một vở diễn kinh điển với hai nhân vật thầy và trò. Chính vì vậy, yếu tố này trong suốt hai thập kỷ không được đào luyện, nâng cao, chú trọng, chất lượng. Nhà trường đã hỗ trợ tối đa và đã kích thích tinh thần, vật chất theo năng lực. Đội ngũ giáo viên, dù trường ở những thời điểm gian nan nhất, cần phải nói thêm rằng đội ngũ giáo viên, nhân viên trong tổng số 42 con người có mặt hiện tại thì có tới 95% lập gia đình khi đang công tác tại trường, được các tổ chức công đoàn của trường vun đắp, hỗ trợ và được tạo điều kiện phát triển kinh tế theo cách riêng của trung học phổ thông Nguyễn Tiến và sống trong một vùng văn hóa được chia sẻ cho các tổ công đoàn. Bởi vậy, hiện tại tất cả các thành viên của chúng tôi đều là những người sở hữu được 100 đến 500 m² đất thổ cư, trên đó có 72 ngôi nhà, 72 gia đình từ 2 tầng đến 5 tầng. Trong những ngôi nhà ấy đã có 128 đứa trẻ đất đời thông minh, khỏe mạnh. Sự hiếu học và ngoan ngoãn của chúng đã bổ thêm những mái ấm hạnh phúc của các gia đình, đó là một kỳ tích. Nhờ đó, quy mô giáo viên tăng lên 10 lần so với ngày đầu, song ấn tượng là 45% giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi các thành phố khi mà phải trải qua những cuộc sát hạch nghiêm túc, ngặt nghèo. Và cũng trong số ấy, 1/4 số giáo viên đã đào tạo xong trình độ thạc sĩ,
hội đồng giáo dục nhà trường có 65% là đảng viên, trong đó 3 đồng chí có trình độ lý luận chính trị cao cấp, 70% có bằng trung cấp lý luận hoặc quy chuẩn tương đương. Một đội ngũ vừa hồng vừa chuyên đã tạo các bản lĩnh tầm vóc và văn hóa mang tên trung học phổ thông Nguyễn Khuyến. Và sự thành công của hai yếu tố trên đã kết dệt lên những mùa hoa chất lượng đào tạo từng năm đã rực rỡ dần lên. Nếu khoa học sinh đầu tiên không có một học sinh nào đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện, chỉ có 3 học sinh giỏi tốt thành trên 3 khối thi thì tỷ lệ tốt nghiệp chỉ là 86% và tỷ lệ ngoại hạng đại học chỉ có 7%. Thì 5 năm gần đây tỷ lệ học sinh giỏi toàn diện đã vượt lên 20-23%. Số học sinh giỏi tốt thành chỉ 42 đã từ 20-25 giải. Tỷ lệ đại học thì được tốt nghiệp đạt từ 99,38 đến 100%. Vào đại học bằng điểm thi từ 60-65%. Trong đó 3 năm ở đây, trường luôn đứng đầu với trung học phổ thông ngoại thành về số giải nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Trong đó có 26 giải quốc gia các lĩnh vực văn hóa, thiết kế bài giảng gia đình, thể thao, an toàn giao thông, vân vân. Rời mái trường, có nhiều học sinh đã đi vào các đảng trường đại học và phát huy truyền thống, vẫn mang cái truyền thống của mình trở thành những học sinh giỏi như học sinh Trịnh Khắc Viên, đại học Thủy lợi đã đạt huy chương vàng môn vật lý. Có những học sinh từ mái trường này vào đại học Hải Phòng như em Trần Đăng Thắng đã 3 lần đạt huy chương vàng, bạc và đồng môn toán các vị trí Olympic quốc gia và trở lại trường và đang chuẩn bị chương trình nghiên cứu tiến sĩ. Nhiều học sinh của trường ở ngoài đời sống đã bắt đầu thành đạt, có những kỹ sư, bác sĩ, đã có những ca sĩ nổi tiếng, đã có những nhạc sĩ, những sĩ quan công an quân đội và rất nhiều giám đốc các công ty trong nước và nước ngoài. Như nay tổng thể quá trình 20 năm, những dấu mốc quan trọng mà trung học phổ thông Nguyễn Khuyến đạt được là có 19 năm đạt danh hiệu trường học tiên tiến cấp thành, trong đó 19 năm là tập thể đã làm xuất sắc cấp thành phố, 4 lần là đơn vị dẫn đầu khối thi đua, tổng số bằng khen giấy khen của các bộ ngành là 82, trong đó bằng khen và cờ thi đua là 52, chú ý nhất trong đó có 2 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Đặc biệt năm 2011 trường được đón huân chương lao động hạng 3 của nhà nước. Vì sự xứng đáng này, ngày 11/11/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã công nhận trường trung học phổ thông Nguyễn Khuyến đạt chuẩn quốc gia. Nhà trường coi đây là sự kiện trong đại, một mốc son trong lịch sử giáo dục của mình. Một câu hỏi đặt ra là cái gì đã làm nên sự thành công ấy? Vâng, tất nhiên đó phải là sự giúp đỡ về cơ chế của thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố, sự chỉ đạo hiệu quả của ngành giáo dục đào tạo Hải Phòng về chuyên môn, sự giúp đỡ tận tình của huyện ủy, ủy ban nhân dân và tất cả nhân dân huyện Vũng Đảo. Những nhân tố quyết định vẫn là thầy và trò của mái trường này. Với những nhà quản lý, họ đã chút trí lực, tâm lực và cả lòng yêu mến cho sự nghiệp của mình. Với các thầy cô giáo, họ đã bắt tình yêu của trái tim một người mẹ hiền và một óc khoa học của nhà bác học với những lứa học trò như đứa con, và với các học sinh là những điểm khao khát sống, khao khát vươn lên, hình thành những cách, những thiết chế, những mục tiêu phá cửa đi đúng con đường của thầy cô. Nhân sự kiện hôm nay, thay mặt tập thể sư phạm nhà trường, tôi xin cảm tạ sự quan tâm quý báu ấy của các cấp bộ đảng, chính quyền thành phố và địa phương, các thế hệ lãnh đạo, chuyên viên của sở giáo dục đào tạo và toàn thể nhân dân, những người yêu mến sự nghiệp giáo dục trung học phổ thông Nguyễn Khuyến. Xin tri ân công lao của các thế hệ thầy cô và những người làm giáo dục của mái trường này. Cảm ơn các thế hệ học trò đã cùng đồng hành chia sẻ với các thầy cô và lắng nghe học tập cùng ngồi tại mái trường thân yêu của mình. Kính thưa quý vị, toàn là sự thành công và được mất là câu chuyện vô cùng. Nó có thể trở thành quyết định với những ai đó, những câu chuyện 20 năm
cuộc hành trình từ số 0 đến chuẩn quốc gia được viết trên mảnh đất cánh tầm bông, nơi chúng ta đang ngồi đây chắc chắn là câu chuyện tìm thấy hoa nở thơm giữa quốc cảnh và quả hạnh phúc còn nhà trong mưa nắng, là câu chuyện mãi cháy người thẳm sâu trong ký ức của thầy và trò nhà trường chúng tôi và thế hệ. Cố xe giáo dục mang tên trung học phổ thông Vĩnh Tiến vẫn tiếp tục hành trình trong kỷ nguyên 4.0, sẽ vẫn tiếp tục lăn bánh về phía trước, vẫn biết còn rất nhiều hoang dâu đỉnh đập. Song với điểm tựa chuyển quốc gia ngày hôm nay và sức trẻ tuổi 20 thì tin chắc rằng cuộc chinh phục của chân trời không phải là điều trở ngại. Xin chúc sự nghiệp giáo dục trung học phổ thông Tiến luôn lưu thịnh. Xin chúc các quý vị đại biểu, các thế hệ thầy trò nhà trường hạnh phúc an nhiên. Xin cảm ơn.